Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của Cộng hòa Liên bang Đức. Ở tập trước thì đội quân của Chúa quyết định cử mấy cái quân đoàn sang để dọa mình, cuối cùng mình cũng đập xong rồi. Đây, may mà cái đội quân đấy là đội quân của General von Busser chỉ huy thì mới có thể đánh được trận dễ thế là được như vậy. Các đơn vị khác thì hơi khó đấy. Đây chúng ta cũng lên được một sao vạch, những kỵ binh thì lên được thôi chứ còn bộ binh thì lên rất khó để lên được cái rank cao như vậy. Còn bây giờ thì đội quân này sẽ đánh nhau với đội quân của Chúa. Chúng ta dẹp luôn mấy cái chúng ta chuyển sang nền Cộng hòa rồi. Sau khi chiếm xong khu vực thánh địa này thì mình nghĩ là sau này mình sẽ giao hết các cái vùng đất này lại cho các cái nước chư hầu của mình thôi. Trừ những cái cảng ở phương Nam để mình có thể phát triển hải quân thì có lẽ mình giao các cái vùng phương Bắc này cho các thành chư hầu. Rồi. Nó rank bọn này cũng khá cao, tuy nó không cao bằng với đội quân lúc nãy nhưng mà cũng là khá cao. Tính xem mình đánh được gì. Đúng là nó thì nó triển khai quân ở đâu nhỉ? Đây rồi. Trận trước là quân của chúng ta rất mạnh và nó bị cực kỳ thiện chiến. Vậy mà cũng phải vất vả mới ăn được đội quân của Chúa. Nhưng đứng bên dương thì cũng thụy sĩ là những đội lính duy nhất có nhiệm vụ bảo vệ giáo hoàng. Họ nổi tiếng từ thời ngày xưa rồi chứ không phải đến tận bây giờ thời hiện tại mà cầm súng đâu. Tất nhiên họ vẫn có những đơn vị quân cầm giáo nhưng chỉ trong nghi lễ thôi, chứ còn để mà nhiệm vụ thực sự bảo vệ thì họ cũng thể sử dụng các vũ khí hiện đại chứ không thể. Đối phương cầm súng rồi ông vác mấy cái giáo lên đánh nhau thì đánh thế nào được. Chúng ta hành quân, mình nghĩ là phải làm trận bao vây. Ăn được bọn này nó cũng dồn quân sang một góc và mình khó ăn nó chết. Và ưu tiên hàng đầu của mình là giảm bớt bộ binh này. Kỵ binh của nó thì không sợ lắm bởi vì kỵ binh chúng ta cứ lập một đội hình rỗng là có thể tiến được. Trận này mình phải cho kỵ binh của mình lên gần kéo lên không kịp. Binh của nó kìa. Đang muốn móc lốp rồi. Chết rồi.
phát triển cánh bên này, cánh bên này thì bao vây của nó. Cánh bên này có thể hướng bao vây rồi. Chuẩn bị cho kỵ binh lên phá khẩu pháo của nó đã. Kỵ binh nó lại xông lên kìa. Điều xuống em ơi. Vẻ như mấy thằng này được chúa múc tinh thần ác đánh ác phết nhỉ, nó mạnh hơn cả quân Pháp ấy, đánh nó còn lì đòn hơn cả quân Pháp. Bắn lên luôn. Vần này quân bao vây mà nó vẫn đứng chiến đấu quá. Vì vãi trưởng chạy. Chạy nhanh mà kịp. Rồi kế bên. Ok. Ôi, nó áp sát mình thế. Ừ, nhìn vậy ạ. Bọn này, à, bọn này cũng sợ lắm. Nó được búp skin của thiên đường mạnh lắm. Không đùa được. Ai, nó rào đây này. Cần phải là lại S3L. Di chuyển như này là nó dối. Nó không biết phải phòng thủ thế nào. Lùi lại, lùi lại, lùi lại.
tán này chắc để cho kỵ binh giải quyết này. Binh vòng vào đây. Lã vậy, bộ binh chủ lực của nó thôi, còn bán những cùi này thì không cần. Không cần được đến. Quá nào nhỉ? Il suo cervello! Levatemela di dosso! Ecco, che devo usare questo? Quando è quello di più? Ma guarda! Ci vuole? Ci vuole che tu non vedi le tưởng sức mạnh thế nhỉ? Tấn công từ cả hai phía, không mất tinh thần mới lạ. Signor Sì, glorious victories are soon to be yours. Chúa, giúp được gì cho chúng đâu? Đâu.
Chúa này. Xong rồi, thế là chúng ta đã dẹp luôn giáo hội rồi. Dẹp luôn. Ôi, cái bọn giáo hội này nó tham nhũng hay nó làm cái gì mà nó định có tận 52.000 đây này, cái thành thì bé tí nữa theo thế này. Được rồi, mấy ông giáo hội ông làm ăn kiểu gì mà ông làm tiền thế. Unerschrocken, unbesiegt. Rồi, cướp của giáo hội sao lại lắm tiền thế nhỉ? Bình thường thì giáo hội làm gì có nhiều tiền như này, tại sao đây nhiều tiền thế? Cướp nguyên tiếp của giáo hội chắc phải được gần trăm đô. Unerschrocken, unbesiegt. 2.000, ôi chả cần. General of Infantry, tướng. Population, General Infantry, Heroic Attacker, Super Rod, cái này phải lên nữa này. Cái này phải lên nữa thì mới lên được. Tướng. Không cần. Sửa mặt. Giáo hội này. Đập luôn cả giáo hội. Bây giờ thì mình đã tiến sát lãnh thổ của Pháp từ phía Nam rồi. Như vậy các quân của mình bây giờ, thôi các bạn bây giờ mình không sợ. Mà Pháp có lại cho quân ở đây à? Tất cả các quân đoàn mình tiến ra đây. Vả chết thằng bố này. Yes, sir. Bereit für Befehle. Nein. Bây giờ là mình đang tiến sát rồi. Chờ cái vùng này ổn co vớt của 9 lượt nữa mới có thể ra được cho thằng vị sĩ cơ. Sir. Đó là một khoảng thời gian hơi dài ấy. Và đó là một quãng thời gian dài. Yes, sir. Vorwärts für Krone und Vaterland. Quân Pháp còn ở đây. Hay quá cơ, quân Anh với quân Tây Ban Nha. Ấy giời, quân Anh là đánh nhau với quân Pháp à? Đánh nhau với cả Bồ Đào Nha. Ồ. Thế thì thằng Anh bây giờ nó phải là thân với mình chứ nhỉ? Không, bởi vì mình đập nhau với nhau nhiều quá. Thằng này nó... Thằng Pháp... Đánh làm sao là thằng West Spania này của mình? Ồ... Thế giới này thật là thú vị. Khi những thằng còn lại nó quyết định đánh lẫn nhau. Mình sẽ phong thỏa cái tiểu biển này lại. Mình sẽ đi tuần tra khu vực này đã. Nếu mà cái cảng này ổn thì mình sẽ cho các đơn vị xuống đây. Rồi, hai cái cảng xong rồi. Còn hai cái thương cảng ở dưới thôi. Mua tiếp thuyền buôn. Mọi việc thuận lợi quá nhỉ. Chưa biết được. Bây giờ nó mới chỉ là khởi đầu thôi. Sir, eure Befehle. Thôi qua lượt đã. Xem tình hình chúa làm gì. Chúa thì đã bị dẹp rồi.
Bây giờ là còn mỗi cái đảo Sicin là mình chưa làm gì đâu. Đảo Sicin thì mình chưa động chạm gì. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Minister này bị trừ rồi. Vãi cả trưởng. Nền chính trị rộ thịt của mình. Sắp ngon rồi. Chúng ta sắp sẽ có tiếp thương cảng nữa. Chiếm hết các thương cảng. Kiểm soát phương Bắc ạ. Chiếm nốt được cái điểm giao thương này nữa thì mình kiểm soát toàn bộ các điểm giao thương phương Bắc ạ. Sẽ cần thêm tiền của mình ra. Ái giời ơi, kinh tế của mình phục hồi lắm. Bây giờ mình chỉ chiến tranh với mỗi thằng Pháp thôi. Trong khi thằng Pháp thì nó còn phải chiến tranh với cả thằng Anh, chiến tranh với cả thằng Anh. Thằng Anh thì chiến tranh với thằng Tây Ban Nha, thằng Pháp. Bây giờ là... Vẫn phải hồi quân ạ, bình tĩnh. Alles bereit machen! Marsch! Erwarten Befehle! Bereit machen und Befehle erwarten! Nữ quân của Chúa. Nhưng mà bây giờ đánh vào thằng Pháp này hơi khó. Mình tiến lên này. Đang tính xem có thể cử một quân đoàn tiến theo cái đường qua Thụy Sĩ đánh không nhỉ. Nếu như vậy thì mình... Yes, sir. Quân mới đông thế nhỉ? Yes, sir. Forwards, march. Ja. Warten auf weitere Befehle. Wir ergeben der Diener. Sir, weitere Befehle? Nắm hạ thì chưa chắc là dám đánh nhưng mà. Mình cần sửa lại cái công trình này mất 8 lượt nữa cơ. Cũng không đơn giản đâu. Cánh quân phương Nam này tiến lên thì cũng mất nhiều thời gian đấy. Mình chỉ sợ là mình không giữ nổi cái vùng trên này, cái quân Pháp nó dồn lực vào đánh. Và lực quân của mình cũng đạt đến tới hạn rồi, không thể phát triển thêm được nữa đâu. Đã Sicin còn một đội quân nữa. Ai giờ các cái thuyền buôn của mình cũng tiếp tục. Cái khu thương cảng phương Nam của mình vẫn chưa hoàn toàn chiếm được hết. Mình cần phải ngồi cho thêm các thuyền vào cái khu vực phía Nam nữa này. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Tiếp tục phải đưa thuyền xuống khu vực này. Mình sẽ luân chuyển thuyền bên này cần bao nhiêu? 4 nhỉ? Cho vào đây luôn. Rồi. Lân chuyển dần ra quân. Hay là tiền của mình khá nhiều, ăn cướp được khá nhiều tiền ấy. Xem nào, người Pháp đã dám tấn công mình chưa? Cắm trại nhưng chưa dám đánh. Quân đoàn này áp sát lãnh thổ. Zeravon Bussel vẫn chưa hồi quân lắm. Thành chưa hồi được nên là bị nặng quá. Chờ giáo hoàng đến làm việc ấy.
phát ở đâu nhỉ? Phía nam này. Mình vẫn xuất phát trên biển của mình. Hạm đội này bị thương gì không? Không à? Hai chiếc thuyền này cho vào đây. Cái này vùng này thì có lẽ mình chuyển nó thành thuyền buôn đi nhỉ? Cho nó lút vào cái lương cảng phía trong. Còn một lượt nữa, cho ba chiếc thuyền này ra nữa là lực lượng chấp pháp trên biển của mình đủ đông. Hải quân đặt ở đây là đẹp rồi, đẹp quá. Thêm mấy chiếc thuyền nữa, lốt lượt cuối. Bắc. Quan trọng nhất là cái hệ thống chính trị của mình. Mãi chưa tìm được ông tướng là ông nào cho nó ngon tướng. Toàn mấy cái thằng bất ơ. Ôi, sắp đến năm 2012 rồi. À một À năm 1812 rồi. Sắp kết thúc chiến dịch rồi. Thanh niên này thích bao vây mình. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Thanh niên mình thích sống ảo à? Mày chết bây giờ. Nó vẫn không chết lại. Unerschrocken, unbesiegt. Conquesting hero. Ôi, tướng đầu tiên của mình lên cấp cuối cùng. Nên đây, cộng 5 vào chỉ huy trên bộ và cộng 2 di chuyển. Nhưng mà thằng này nó vẫn còn một skill nữa chưa học. Tướng đầu tiên của mình mắc skill, mắc vào cái nhánh đấy. Thủ sĩ. À, nó phát nó bỏ quân thành đi đâu rồi? Ăn đâu nhỉ? Sao nó báo tỷ lệ thắng mình thấp này? Ăn được phát thì ngon. Quân đoàn này đủ quân rồi này. Ăn sợ gì nhỉ? Tính tào lao vớ vẩn nào ấy. Bộ binh nó cũng nhiều đấy, không phải sợ. Trời mưa. À. À già. Chứ đó. Thành kiểu này to ghê nhỉ. Sao mà thế nào mà nó lại xây được cả thành thế này. À đây là lý do tại sao nó tính điểm của mình thấp hơn này. Trận này mà mình có pháo bắn thẳng thì lại hay.
mỗi pháo phản lực này mình bắn lâu. Damn this weather, sir. Wet powder makes misfires a certainty. Nếu cái đơn vị đứng ở trên thành của nó là cũng có thể bắn pháo vào mình. Trận này thì không thể dàn quân theo kiểu kia được. Dàn cái này phải leo tường. Từ đầu đến giờ mình bây giờ mới được cái trận đánh công thành kiểu này. Bởi vì có phải thằng nào có điều kiện mà xây tường thành này không? Phá của nó lạ lắm. Trước tiên là mình phải phá bớt cái chỗ nào nó có thể leo tường thành. What the hell? Đây rồi. Nó bắn được mình à? Tầm bắn của nó xa thế cả. Chết một thằng rồi. Hảo rồi, trận này hơi khó ăn. Chỗ này nó cũng có pháo này, cũng chưa có phải phá được một bên thì bắt đầu mình có 9% này thì đến bao giờ mới sập. Hả? Bắn được cả cái binh này nhỉ? Nấp sau cả đùi rồi. Vãi trưởng nhỉ. Sir, our general is under attack. Kinh quá. Phá bắn kinh. Ôi rồi. Được rồi. Tính điểm của mình thấp nữa là phải. Còn chết cũng phải lao lên rồi. Trận này có pháo bắn thẳng là tốt. Đánh những trận công thành như này thì pháo bắn thẳng lại có tác dụng, bởi vì pháo bắn thẳng sẽ bắn sập tường thành rất nhanh. Và phản lực này thì đạn lực đạn nó lại yếu. Ở đây sẽ xảy ra trận đấu súng quyết liệt. Grenadiers.
Chết khối phết. Quăng dây, leo tường. Rồi, lên là anh em. Linh là lên luôn. Ây da, chúng nó đang tràn ra kìa. Quay lại chết hết quân mình. Đó, tặng được rồi. Bắn vào đây. Sập cái thau cầu này phát chết cả đám luôn. Điểm
trợ cho lực lượng đang bắn, đang đánh nhau trên này. Our men are running, sir. What? Đúng rồi. Trận này đánh bằng cái này hết à? Thanh niên này chạy nhanh thế. Liệu mình ăn thì mà thua nhá. Our men are running, sir. Đâu rồi? Ta thua.
tỏ là đánh nhau cận chiến thì bộ binh của mình không thua rồi. Quân đông hơn nó mà tại sao lại thua vậy? Wow. Our men are running. Wow. Chúng tôi mới bỏ chạy hết rồi. Chứng tỏ nó có cơ sở, tính toán là mình không ăn được trận này là có cơ sở đó. Cho nó bắn luôn. Our men are running, sir. Xong rồi. Được, chúng ta sắp bỏ chạy hết rồi. Lật ngược thế cơ chứ nhỉ? Cái này đã mở cái cổng này cho các binh xông vào. Thế nào quá? Thế này. Chứ bây giờ mà đánh nhau như là lưỡi lê như này. Đánh nhau mà như lưỡi lê là chơi con na. Sao đó chúng ta kiếm chiến lược tổng hợp vào luôn.
rồi. Taking the buildings up. Why are so many? Rồi. Vào. Ăn luôn. Chết rồi, ai ở đây này, đây còn đông lắm. Our men are running, sir. Ăn, chơi, giờ này là mấy giờ rồi, sợ ăn luôn. Men are running, sir. Ôi dồi ôi, cái thằng nóng tỉa này gần chết hết rồi đấy. Đừng 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 bỏ chạy sớm quá, sốc vào. Our men are running, sir. Chiếm được điểm cơ này chúng ta thắng mà. Ok, đừng tính, đừng bỏ chạy. Ok, tướng rồi vào đây. Chỉ đạo tinh thần mình xin đi nữa. Chạy hết rồi. Our defenses are breached and failing. Let's see if we can hold on. Okay, I think I'm going to get it. Sao lại thua được này? Đấy. Ok, ok. Ôi, tới xong rồi. Our men are running, sir. Watch your move.
Giữ được quân cờ. Nhưng mà chết mất tướng rồi. Bị binh nó diệt mất rồi. Sir, our defenses are breached and failing. Trời ơi. Nhưng mà tiếc quá nhỉ, mình quên mất lúc đầu mình đã điều khiển tướng xông lên, mình đã chết mất. Ô kìa. Hết giờ là mình thắng. Ô. Đây có lẽ là một trong những trận chiến thắng mà có thể nói là bãi trưởng nhất của mình. Victory. Chơi toàn lính vác lễ lê đánh nhau. Liều thật. Rồi, đi bắt đầu tướng 9 sao mình rồi. Thôi được rồi. Unerschrocken von der Sieg. Hỏng hẳn quá. Cho tướng này lên. Thôi, cũng là một trải nghiệm mới. Alles bereit machen. Bürger, marsch. Nếu không thì mình không bao giờ có được một trận chiến như thế. Ồ, mà bây giờ tình hình ở đây là nguy hiểm này. Quân ở đây thì bọn này nó phản công, à thử đàm phán hòa bình với thằng Pháp xem nào. Hòa bình được thì may ra nó sớm rồi. Ơi, hay quá. Chơi, chịu chơi luôn. Italy. Thị sĩ. Ô. Rồi. À. À. Tạm thời hòa bình với thằng Pháp đã để ổn định khu này đã. Chết mất đội tướng phí quá nhỉ. Nhưng không sao, tướng thì mình có thể luyện lại được. Nhưng mà thành chiến mất lâu ấy. Mất có một đội kỵ binh thôi mà. Một đội kỵ binh thì đơn giản thôi. Ở đây cái thành này nó có. Có thằng tướng phụ phụ nào nó có một đội kỵ binh. Đây. Rồi. Bây giờ tiến tiếp lên. Vorwärts für Krone und Vaterland. Lager errichten. Là những phương chiếc tướng tốt. Bất của giáo hoàng. Bây giờ thì thằng Pháp nó còn đang bận chiến tranh. Chết không có vị tướng, đi quá. Nhưng mà hay. Đấy, trận này nó tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ bao vây. À còn không chiến tranh với ai à? Cũng căng nhỉ? Căng đấy. Không chiến tranh với ai bây giờ mới là căng. Cả thế giới khiếp sợ trước sức mạnh của người Đức. Không ai còn dám đánh nhau với người Đức nữa. Bây giờ mà mình tiến vào thủ đô Paris là xong. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income. Nào mà chỗ này nó xây được cả tường thành cấp cao này. Quân phương Nam của mình đã hoàn thành rồi. Cánh quân Nam đã hoàn thành. Cánh quân phương Bắc. Ui. Đây, thanh niên này xuống đây đã. Bây giờ đánh tiếp vào đây à? Thành phố này.
Thằng Pháp nó xây hết từ thành như rồi. Ôi, thành nào nó cũng có từ thành. Ôi ôi. Trong khi thủ đô Paris lại không có tường thành. Thằng này ảo vãi chưa. Năm lượt nữa để giao cho Thụy Sĩ đất này nữa. Thụy Sĩ chiến tranh ngay không? Không. Hầu như cả châu Âu là chứ hầu của mình rồi. Có ba cái thằng này. Bồ Đào Nha này thì đang chiến tranh với thằng Anh. Sicily ở phía nam là thằng này, hai thằng này thì mình kệ nó. Sao bây giờ có trận đánh bác biết lễ lê đi sọc nhau đúng rồi. Trận thảm khốc quá. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Ổn đấy nhỉ? Người Pháp. Thôi rồi, cứ chờ hồi quân đã. Chờ hồi quân đã xong rồi. À, những quân đoàn này tiến sát thủ đô Paris ấy. Paris thẳng tiến à? Vẫn bị thương, chưa hồi được hoàn toàn, vẫn bị thương. Vẫn bị thương, chưa hồi được. Cản. Cản này. Sir, eure Befehle. Alles bereit machen. Rồi. Bây giờ thì mình cần hòa bình đấy. Cần hòa bình nhá. Châu Âu có thằng nào dám đánh nhau mình nữa đâu. Ủa 10.000 mỗi lượt. Vãi cả tiền. Lính này nó chất đấy. Chả khác cái đội quân của giáo hoàng. Ấy già. Thằng Anh nó đóng quân trên này đông thế. Ông đệ mình chiếm được một điểm ở đây à? Này, hải quân Anh như này. Quân hạm đội này của đô đốc nào đấy? Thomas coi này. Thomas. Bây giờ mình là hòa bình với Pháp và mình đánh thằng Anh thì hay nhỉ? Muốn vậy thì... Sứ Catalan có thể mình sẽ khôi phục cả sứ Catalan lên. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. À, lâu tiếp.
Người Pháp rút quân đi à? Bình tĩnh đi. Trời đất ơi, 3 lượt nữa. Chưa biết là nên đánh người Anh trước hay là người Pháp trước này. Nếu mình đánh quân Anh thì bọn Pháp nó rất là mến mình luôn á. Nó chiến tranh với quân Anh. Cả thế giới đánh nhau còn chỉ có một mình của người Đức là không chiến tranh với ai. Thụy Sĩ. Lượt sau mình giao cái tỉnh lại cho thằng này để nó tuyến được chuyển nó thành tuyến buôn thì nó mới có tham gia thôi được. 12 lượt nữa vậy thì nó xem quyền rồi. 12 lượt nữa giao lại cho nó cái tỉnh đấy. Mãi chưa có ông chính trị gia nào cho ra hồn. Rồi. Hết năm 2010 à. À đâu? 2015 nhỉ? Mới kết thúc chiến dịch thì sao chứ? Mình không nhớ là năm bao nhiêu nhỉ? Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Ngon. Nào, cho lên tường thành luôn. Người Pháp đâu rồi? Mùa đông. Đội quân này vẫn chưa hồi phục. Vào cái thành này để cho thằng Thụy Sĩ đã thì mới yên tâm được. Hải quân Anh này. Tiếp tục. Bao giờ? À đây rồi. Cộng Managher nhưng mà cho bên hải quân bên này trước đi. Cho lực quân trước. Càng về sau càng có những trận đánh thú vị được đánh nữa. Nhưng nếu mà chơi quân Nga thì nó hay hơn, quân Nga nó có lựu pháo rất mạnh. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Kinh tế mình giàu lắm, không phải xoắn. À, hồi phục hoàn toàn hết rồi. Sẵn sàng. Sẵn sàng. 3 lượt nữa giao cho Thụy Sĩ. Một cuộc chiến ai à, hơi khó tấn công ở thủ đô Paris rồi. Bürger, marsch! Bereit für Befehle. Sonst noch etwas? Truppen, vorwärts! Vorwärts! Für Krone und Vaterland! Weiter! Sir! Weiter!
tấn công vào thủ đô Paris bây giờ là tự sát khi nó đông quân như thế này. Mãi chưa được cái ông chính trị gia nào ngon. Sau đó mãi mới được đủ bộ sậu ngon thì lại đến mùa bầu cử tiếp theo. Và lúc đấy thì lại có một ban lãnh đạo khác và toàn cái bọn tệ hại. Nền dân chủ chả thấy có cái gì là thú vị. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Đây rồi. Hai. Sửa đã, giao cho thị sĩ. Giao luôn. Thị sĩ rồi. Cái thành này nó tên là... chia sẻ công nghệ cho nó đã, nó mới lên cấp để ạ. Hết mấy thằng này nữa, con thằng nào Italia, Hungary, Hanover, Crimea, Poland, Bỉ, Bavaria, Brandenburg. Rồi, mấy thanh niên ở bên này đông quân vãi mà đặt thủ đô ở đây vãi trưởng. Saint Petersburg không đặt, Moscow không đặt, đặt ở đấy. Có khi mình chưa đánh thủ đô Paris vội. Mình nghĩ là mình phải đánh vào cái thành này và thành này để nghe đánh Paris giờ quân của mình nhóm to quân miền đông kia quân nó đông quá. Bây giờ muốn đánh nhau với thằng Pháp thì thông qua thằng nào vậy? Pháp còn chiến tranh với ai nữa? Đánh nhau với thằng đệ của mình West Spania. Thôi được rồi. Cái tạm thế đấy ạ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thích video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.